Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay Hội Thánh mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Đây là mầu nhiệm đức tin. Đấy là lời mà linh mục sau khi đọc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly. Và hôm nay mỗi một lần dâng thánh lễ, vì linh mục đọc lại lệnh truyền này, sau khi đọc đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, vị linh mục đọc lên: Đây là mầu nhiệm đức tin. Quả thật, lệnh truyền của Chúa Kitô tại phòng tiệc ly thuở xưa đã trở thành lệnh truyền, là trung tâm đức tin của Kitô hữu chúng ta. Và chỉ những ai đón nhận đức tin và cử hành trong đức tin, người đó mới cảm nghiệm rằng Thiên Chúa của Kitô giáo là một Thiên Chúa đang sống. Và những ai tin mà đi theo Ngài, được Ngài mời gọi để trở nên thừa tác viên trong chức vụ tư tế, sẽ là những con người hàng ngày lập cuộc đời mình theo Chúa Kitô và cử hành lại trung tâm đức tin này. Thưa anh chị em, cha cố Giuse Trần Ngọc Thao của chúng ta là một trong những con người được mời gọi để cử hành mầu nhiệm đức tin này trong suốt hơn 60 năm vừa qua. Chúng ta biết cha cố là người đã được đón nhận sứ vụ linh mục từ thuở rất còn trẻ, ở cái tuổi 24-25 tuổi. Ngài đã được Hội Thánh tuyển chọn đặt Ngài và để Ngài trở nên linh mục của Chúa. Trong suốt hơn 60 năm linh mục, mỗi một ngày Ngài dâng lễ, Ngài đã đọc lại chính lệnh truyền của Chúa, và bánh kia, rượu kia, sau khi đã được đọc bởi miệng linh mục, thì bánh và rượu đó trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và Chúa Kitô vẫn đang sống, đang hoạt động trong Hội Thánh,
và vẫn tuôn trào ơn cứu độ một cách rẫy tràng cho những ai tin và đón nhận Người. Thưa anh chị em, là linh mục, là những con người cử hành thánh lễ, nhưng không chỉ cử hành thánh lễ như là một nghi thức, mà chính linh mục là người đã cử hành chính cuộc đời của mình. Như chính Chúa Giêsu đã nói, Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói, đây là mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em. Linh mục là người không chỉ cầm lấy tấm bánh mỗi một lần dâng thánh lễ, mà chính cuộc đời của Ngài đã trở thành tấm bánh để chấp nhận, bẻ ra và trao ban chính bản thân mình cho người khác, cho sứ vụ, cho lý tưởng phục vụ của mình. Nếu nhìn linh mục ở dưới khía cạnh này, chúng ta thấy cha Giuse của chúng ta là con người như vậy. Ngài không chỉ cử hành thánh lễ mỗi ngày trên bàn thờ, mà Ngài còn bẻ cuộc đời của mình để chính cuộc đời của Ngài trở thành tấm bánh trao ban cho người khác. Tôi muốn dùng cái hình ảnh đó để kể về một số cái kỷ niệm đẹp về cha cố Giuse. Tôi biết Ngài cách đây 30 năm về trước. Vào năm 1991, lúc Ngài còn là giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, có một lần Ngài ra miền Bắc, Ngài lên Sơn Tây là quê hương gốc gác của Người. Và lúc bây giờ tôi còn là một chú nhỏ tuổi, đã được vinh dự gặp Ngài. Và hình ảnh của một vị linh mục đẹp đẽ và rất là lịch sự đã in sâu vào tâm trí tôi. Để rồi sau này khi bước vào đời tu trong dòng Chúa Cứu Thế, hình ảnh của cha cố Giuse mãi là một hình ảnh in đậm trong cuộc đời của tôi. Cha cố là một người đã bẻ cuộc đời của mình ra trong cung cách cư xử của Người đối với mọi người, cách riêng đối với anh em chúng tôi là những sinh viên của Ngài. Thời Ngài là giám đốc học viện, Ngài chuẩn chỉ trong lời ăn tiếng nói, trong cách sống của Ngài. Mỗi một lần anh em trong học viện có một việc gì đó cần gặp Ngài, thì Ngài lên phòng gõ cửa, bao giờ cũng nghe thấy từ bên trong Ngài nói rằng, đợi cha một lúc chút nha. Một lúc sau Ngài ra, dẫu lúc đó đã là đêm khuya, thì Ngài vẫn ăn mặc rất lịch sự, vẫn bỏ áo trong thùng, cài sách mang tay, cổ tay dài, rất lịch sự, hỏi han rất là ôn tồn. Và Ngài vẫn đưa ra cho chúng tôi những cái hướng dẫn khôn ngoan chừng mực. Ngài là người đã bẻ cuộc đời trong những cái hy sinh rất là thầm lặng đó. Và trong cái cung cách của Ngài, mỗi một lần gặp gỡ chung anh em học viện, Ngài luôn ân cần nói với toàn thể anh em, nói tới từng anh em về ân huệ Chúa ban cho anh em được nhận biết Chúa và được đi vào trong dòng thánh này. Hãy sống xứng đáng với những ân huệ Chúa ban. Và những lời giảng dạy đó của Ngài đã in sâu vào trong tâm trí chúng tôi là những học trò của Ngài. Ngài đã bẻ cuộc đời của Ngài ra, không chỉ trong lời giảng dạy, không chỉ trong mẫu mực sống, mà Ngài còn bẻ cuộc đời mình trong việc phục vụ lời của Chúa. Khi đọc lịch sử cuộc đời của cha cố, chúng ta thấy Ngài đã dành rất nhiều năm tháng để
tham gia vào nhóm giờ kinh phục vụ. Và khi tham gia nhóm như vậy, Ngài đã trở thành một trong những thành viên rất là nhiệt tình. Có một giai đoạn tôi cũng được mời để tham gia nhóm giờ kinh này. Và khi được tham gia, tôi thấy các ngài làm việc rất là khoa học, rất là dân chủ, rất là vui tươi. Và cha Cố Giuse là một trong những thành viên trụ cột của nhóm. Ngài đã cặm cụi làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu, truy tìm từng gốc gác của từng ngôn từ trong Kinh Thánh. Ngài rất là thận trọng khi phải viết thư cho ai, hay là Ngài phải để lại một cái bút tích nào, Ngài căn đo đong đếm từng cái ngôn từ, từng dấu chấm, dấu phép kỹ lưỡng. Ngài trở thành một mẫu mực của một nhà sư phạm. Đối với tôi, cha Cố Giuse là một nhà sư phạm mẫu mực và đáng chúng ta noi gương về trong cách sống, trong giảng dạy và trong cách phục vụ lời Chúa. Hôm nay Giáo hội Việt Nam có những cái cuốn sách Thánh Kinh do nhóm giờ kinh phục vụ dịch ra để phục vụ phổ quát giáo hữu Việt Nam. Có nhiều khuôn mặt đã đóng góp vào trong công trình đó. Và một trong những khuôn mặt mà chúng ta đọc thấy ngay ở bìa đầu cuốn sách, đó chính là cha Giuse Trần Ngọc Thao và cha Mikae Nguyễn Hữu Phú, dòng Chu Cứu Thế. Đấy là hai trong số các khuôn mặt đã đóng góp vào công trình chung để phục vụ hội thánh, phục vụ lời của Chúa. Và với lời của Chúa, ơn cứu độ của Chúa được tuôn ban tới muôn người. Thưa anh chị em, linh mục là Chúa Kitô khác. Và cha Cố Giuse của chúng ta chính là người đã cử hành thánh lễ trong tư cách là linh mục, là người đã nối dài công trình cứu độ của Chúa Kitô qua cách sống, cách phục vụ, cũng như là trong tư cách linh mục của Ngài. Ngài trở thành một bậc, một vị linh mục mẫu mực trong mỗi lần cử hành phục vụ. Những lời giảng dạy, những cách cử hành phục vụ của Ngài để lại cho chúng tôi, những học trò của Ngài, những ấn tượng, những hình ảnh rất đẹp về việc thầy bậc cha của mình. Hôm nay kết thúc cuộc đời của cha Cố sau 86 năm sống trên dương thế, hơn 60 năm trong tư cách linh mục. Tôi thấy Chúa gọi Ngài về vào một cái ngày rất đẹp. Đó là Hội Thánh bước vào ngày thứ bảy, ngày mà các Kitô hữu hướng về Đức Maria. Và cha Cố là người có lòng yêu mến Đức Maria. Đặc biệt Đức Maria trong danh tước Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Cố là người đã yêu mến Đức Mẹ, và đã hẳn Ngài đã cầu nguyện với Đức Mẹ rất nhiều để xin Đức Mẹ đón nhận Ngài khi kết thúc cuộc đời dương thế này. Và tôi tin rằng lời cầu nguyện đó của cha Cố đã được Đức Mẹ nhậm lời, cho nên Đức Mẹ đã đón Ngài về vào ngày khởi đầu của ngày thứ bảy. Và khi chúng ta quy tụ nhau nơi đây để dâng lễ cầu nguyện cho cha Cố, lại là ngày mà Hội Thánh bước vào cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Cha Cố của chúng ta đã có hơn 60 năm hàng ngày ngày dâng thánh lễ, đọc lại chính lệnh truyền của Chúa, đọc trên bánh và trên rượu rằng đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Và Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh qua bàn tay của linh mục mỗi khi dâng lễ. Cha Cố Giuse đã tiếp tục sứ mạng của Chúa Cứu Thế để đem ơn cứu độ cho rất nhiều người, những người Ngài đã gặp gỡ trong suốt quãng đường đời dài, cũng như những người
đã qua Ngài để nhận được ơn cứu độ. Chúng ta biết Chúa Giêsu hứa ban cho những ai đón lấy mình và máu thánh người, người đó sẽ được sống vĩnh mãn, vĩnh cửu với Chúa. Chúng ta tin rằng cha cố của chúng ta là những người đã phục vụ lời Chúa và đã cử hành thánh lễ mỗi ngày trong suốt một quãng đường đời dài, thì chúng ta cũng đem niềm hy vọng và xác tín rằng Chúa sẽ không quên cha cố để đón nhận Ngài vào chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cha cố trong suốt đường đời dài, nếu như có những yếu đuối, có những thiếu sót nào, thì xin lượng từ bi của Chúa và máu thánh của Chúa Kitô đổ ra sẽ thanh tẩy, tắm gội để cha cố được trong sạch mà bước vào chung hưởng bàn tiệc thiên quốc với Chúa Kitô. Chúng ta dâng thánh lễ này trong tâm tình tạ ơn Chúa cùng với cha cố và cũng để cầu nguyện cho cha cố. Xin cha cố cũng cầu nguyện cho chúng con, những người còn ở lại đang tiếp tục sứ mạng của cha cố là đào tạo để trở nên những tu sĩ, những linh mục như lòng Chúa mong ước. Xin cha cố cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.